chị và các bạn thân mến, phía sau anh chị em và các bạn là một trong những cái chung cư mà có cái tỷ lệ lấp đầy thuộc vào cái dòng gọi là cao ở khu đông quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa với anh chị em và các bạn là trong những cái thời gian trước đó thì đây là một trong những cái chung cư được gọi là cũng là thuộc xếp vào cái dòng gọi là trung cấp của khu đông. Nó có cái số lượng căn hộ cũng không hề ít một chút nào. Nó nằm ở khoảng đâu đó gần 4.000 căn, khá là nhiều anh chị em và các bạn. Và thưa với anh chị em và các bạn là đây là một trong những cái chỗ mà khi mà chủ đầu tư bàn giao căn hộ á, thì nó có tỷ lệ lấp đầy rất là cao. Hiện tại thì tỷ lệ lấp đầy ở đây nó phải đạt đâu đó khoảng tầm từ 70-75%. Tức là nếu mà buổi tối anh chị em và các bạn tới đây thì anh chị em và các bạn sẽ thấy được rằng là khu chung cư này sáng đèn tới 75% các căn hộ là sáng đèn. Và do đó thì chúng ta nhờ vào cái chuyện đó thì chúng ta có thể kết luận được rằng là đây là một trong những cái chung cư mà được coi là cái nhu cầu mua là nhu cầu thực. Bởi vì chúng tôi có thể kết luận điều đó, một là qua cái tỷ lệ lấp đầy. Cái thứ hai nữa là theo cái cách bán hàng của chủ đầu tư trong giai đoạn trước đó thì họ bán hàng rất khác so với tất cả những cái khu chung cư khác trước đó, là bởi vì là chỉ riêng cái block này thôi, cái block này, block đầu tiên là người ta bán theo cách tức là bán từ khi mà gọi là làm móng. Còn lại thì những cái block còn lại thì họ bán tức là khi mà cất nóc, tức là đã cất nóc của tòa nhà xong thì họ mới bắt đầu bán, mở bán. Và chính vì cái điều mà đó nên là khi những cái người mua mà mua vào thì họ rất là an tâm cho cái câu chuyện là cái thời gian nhận nhà thì rất là nhanh. Tuy vậy thì để có thể mua được ở đây thì chúng ta lại cần phải lưu tâm là khi họ đã cất nóc rồi thì cái tỷ lệ mà đóng vào đây thì là rất là cao. Đóng tới khoảng 70-75% giá trị căn hộ thì mới có thể mua được ở cái khu vực này. Thì do đó thì nó sẽ gần như là tự nhiên phân loại cho chúng ta là khi mà mua vào đây thì chủ yếu là những người có nhu cầu thực tế. Và cái tên của cái khu chung cư này thì nó có tên là The Edge, tức là tên một cái tên khác nữa là khu dân cư trí thức trẻ. Tức là trong giai đoạn đầu của cái khu này bán thì thưa với anh chị em và các bạn là họ còn có thể ưu tiên và chiết khấu từ 5-15% cho những cặp đôi nào mà có gì anh chị em và các bạn có bằng đại học cũng như là hiện là đang làm văn phòng thì họ được gọi là miễn giảm cho những người đó trong giai đoạn đầu. Và từ cái câu chuyện tại sao chúng tôi lại trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn về cái khu chung cư này, lý do là bởi vì ở đây á, thì chúng tôi phát hiện ra rằng là khi mà chúng ta xem xét và đánh giá cả một cái khu chung cư ở gọi là ngay sát đường Đỗ Xuân Hợp, khu dân cư Gia Hòa, và cái tỷ lệ lấp đầy cao, và chúng ta tìm hiểu xem là hiện trạng thì số lượng người mua ở đây thì giao dịch như thế nào, bán ra làm sao. Mục đích của câu chuyện này thì cũng tiếp theo của cái video trước đó thì chúng tôi đã trao đổi với anh chị em và các bạn là chúng ta sẽ đánh giá cái tốc độ tăng giá của những cái khu chung cư mà thực sự nó là nhu cầu thực tế, nhu cầu ở thực tế, để chúng ta mục đích là chúng ta để có thể phát hiện ra được rằng là liệu thị trường bất động sản trong cái giai đoạn sắp tới sẽ dịch chuyển như thế nào, liệu đã tan băng chưa, liệu đã có những cái dấu hiệu của câu chuyện là các cái khu chung cư có nhu cầu thực tế thì có tiếp tục tăng giá nữa hay không, và các chủ đầu tư dự án họ có nhận ra được cái câu chuyện là hết cái nguồn cung ở trên thị trường và tiếp tục gọi là khởi công để xây dựng tiếp hay là không. Thì trước khi đi vào chi tiết những cái vấn đề liên quan tới việc là hiện tại so với trước đó thì giá ở khu này như thế nào, thay đổi ra làm sao, cũng như là cái việc mà search trên mạng về việc là cần bán hoặc là chào bán hoặc là bán căn hộ chung cư Gia Hòa thì nó như thế nào, thì anh chị và các bạn sẽ có cái góc nhìn là khác hơn về cái câu chuyện. Thì chúng ta sẽ đi view qua xem cái khu này nó như thế nào anh chị em và các bạn ha. Khu này thì khá là rộng, ở giữa các cái lốc của nhà có một cái hồ bơi và được đặt tên là hồ bơi Ánh Viên, rất là lớn. Vì chính vì có cái hồ bơi này nên là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là khu này nó sẽ là rất là thoáng mát, bởi vì hồ bơi này được đánh giá là một trong những cái hồ bơi lớn nhất khu đông. Do đó thì nhờ vào cái hồ bơi này và chúng ta đi về phía trước của cái khu này nó có gồm có A1, A2, A3, A4. A1 thì gồm hai block. Đây, chúng ta sẽ quay lại cho anh chị xem thấy A1 nó gồm có hai block. Đây, phía này thì A1 có hai block, còn các
A2, A3, A4 thì mỗi A nó có 3 block. Phía sau anh chị em và các bạn sẽ thấy 3 block đấy, 1, 2, 3 block. Và phía trước của tòa nhà, phía trước của khu này nó như thế nào? Anh chị em và các bạn lại phía trước ha. Đây anh chị này, ở giữa ba khu thì có một cái khu vui chơi cho trẻ em và buổi sáng thì khá là đông trẻ em ở khu này. Đây này, khu vui chơi cho trẻ em ở đây này. Ở ngay sát đây có khu vui chơi đây anh chị em và các bạn. Đây đây có cái khu vui chơi này cho trẻ em này anh chị em và các bạn này. Đó, chỗ này thì trẻ em sẽ vui chơi ở ngay cái chỗ góc này và ở bên này. Gần phía trước đây là cái hồ bơi mà tôi vừa nói với anh chị em và các bạn. Đây, đó, đây là cái hồ bơi này, đó. Đây anh chị này, phía trước của cái tòa nhà thì nó có một cái công viên, nó gọi là công viên giao hòa rất là lớn anh chị em và các bạn ha. Một cái công viên phía trước đây, đó, nó rất là lớn, cái công viên. Đây, chị nhìn thấy cái công viên phía trước không ạ? Đó, một cái công viên lớn ở phía trước luôn. Đó, anh chị nhìn thấy toàn bộ cái công viên phía trước ha. Đó. Rồi, ngoài cái công viên phía trước của tòa nhà này thì nó là một trong những cái công viên, nó cũng tương đương với một số cái công viên trung tâm ở trong thành phố anh chị em và các bạn, cũng lớn. Đây, chúng ta sẽ tiến thẳng ra cái khu phía ngoài và những cái khu công viên cũng như là những cái khu mà ở phía trước này thì nó có những cái gì. Thì đây là phía trước của cái tòa nhà anh chị và giờ các bạn thấy là đây là phía trước của tòa nhà, và đi thẳng ra phía ở ngoài đây thì nó có một cái khu công viên sát bờ sông. Còn ở cái khu công viên mà chúng tôi nói với anh chị em và các bạn thì nó rất nhiều. Đây, đây phía đây này này, anh chị thấy là khu công viên này rất là ok, có rất nhiều các cái biệt thự liên kế. Đó, cái không gian của nó là rất là rộng, cả khu này rất là rộng anh chị em và các bạn ha. Đây, chúng ta đang tiến thẳng ra khu phía ngoài. Đấy, ra phía ngoài ở chỗ. Đây, đang tiến ra phía ngoài đây nó có một cái công viên lớn này anh chị em và các bạn. Đây, đó, một cái công viên sát bờ sông. Sát cái bờ sông đây, đây ở bên này có một cái bờ sông. Cả một cái công viên sâu dài tít xuống phía dưới kia luôn, cả hàng 2 cây số anh chị em và các bạn. Dọc cái bờ sông này là nó khoảng tầm 2 cây số anh chị nhá. Đây, anh chị sẽ thấy là nó có một cái công viên sát bờ sông này, dài lắm. Dài khoảng 2 cây số tít xuống mấy dưới khu dưới bên kia luôn. Đây. Bên cái khu này thì nó theo thủy triều. Buổi sáng thì nó rút xuống rất là thấp nhưng buổi chiều thì nước lên sát đến đây luôn anh chị em và các bạn. Đó, thì có một cái khu công viên như thế này. Đấy. Và anh chị đi dọc đây. Dọc cái khu này. Đi dọc. Dọc đây nó xuống tít xuống dưới kia luôn. Đó, nó cứ nó đi dọc theo cái bờ sông này, nó dọc tít xuống mãi dưới phía dưới kia. Nó được cái lợi thế là có cái công viên sát bờ sông như thế này và một cái công viên ở đường trước của khu tòa nhà, cộng với lại là nó được thêm nữa là một cái hồ bơi có tên là hồ bơi Ánh Viên rất là lớn. Thì tất cả cái câu chuyện là nó có hồ bơi này, nó là cái khu có những cái tiện ích rất là tuyệt vời này, tức là về cơ bản thì với cái phân khúc mà giá từ 1 tỷ rưỡi tới trên dưới 2 tỷ thì đây là một trong những cái khu dân cư mà gọi là chung cư với cái độ tầng thấp tầng thôi, khoảng 14, 15 tầng thôi thì khá là tuyệt so với những cái cặp gọi là những cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau hoặc là mới lập gia đình. Và từ đó thì nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện, đó là anh chị và các bạn biết rằng là ở đây thì cái nhu cầu mua bán, mua vào thì là rất là thực luôn, nhu cầu thực. Và khi nó là nhu cầu thực thì chúng ta sẽ thấy được rằng là giá cả của những cái khu như thế này nó sẽ rất là ổn định và nó có dòng tiền. Ví dụ như một cặp vợ chồng mà mua vào có thể không ở, không có nhu cầu ở, không có nhu cầu gọi là sang nhượng thì họ hoàn toàn có thể sử dụng để, ví dụ không ở thì cho thuê. Và khi mà họ sử dụng cái việc là cho thuê như vậy thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích như thế nào thì chúng ta ngồi lại ở phía cái ghế đá phía này để chúng ta nói chuyện thêm với anh chị em và các bạn về cái vấn đề này ha. Vâng, như vậy là anh chị em và các bạn đã thấy là rằng là
Đây là một trong những cái khu chung cư mà khá là ổn so với cái việc là những anh chị em và các bạn và những người bạn gọi là những gia đình mới lập gia đình thì rất là phù hợp. Mức giá thì cũng khá là phù hợp. Giai đoạn đầu thì khu này chỉ bán khoảng quanh quanh trên dưới 1 tỷ thôi. Sau này thì do thị trường bất động sản chung thì nó tăng từ 1 tỷ 2 lên tới 1 tỷ rưỡi. Và trung bình thì trong vòng 3 năm vừa qua thì nó tăng khoảng đâu đó 30%. 30% tức là trung bình mỗi năm thì tăng khoảng 10 đến 12% thôi, khoảng 30 đến 35% trong vòng từ 2015 đến bây giờ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khu chung cư này thì các cái tiện ích rất là tốt, những cái vấn đề mà chúng tôi vừa review với anh chị em và các bạn là rất là tốt. Nhưng cái tốc độ tăng giá của nó thì không cao. Do đó thì khi mà thị trường bất động sản có vấn đề, ví dụ đóng băng hay như thế này kia mà như chúng tôi đã phân tích trước đó thì những cái khu này nó sẽ chứng lại muộn nhất, nó vẫn sẽ là một trong những cái phân khúc mà rất là thực, nhu cầu rất là thực tế của người dân, của đại bộ phận dân chúng, và đặc biệt là những cái gia đình hoặc là những cái cặp vợ chồng trẻ. Và từ đó thì dẫn đến câu chuyện là nó là cái phân khúc bất động sản cuối cùng chịu ảnh hưởng trong cái thị trường bất động sản. Bởi vì nó gần như nó không thay đổi gì cả, nó luôn luôn có dòng tiền, nó có bây giờ thì khu này có thể cho thuê nếu mà nhà trống thì khoảng được 7 triệu, mà chúng ta bỏ ra với cái mức là khoảng tầm 1 tỷ 6, 1 tỷ 7, 1 tỷ 8 để mua một căn thì nhà trống thì như vậy, mà nếu mà set up nội thất vào khoảng hơn 100 triệu nữa thì chúng ta để cho thuê khoảng tầm được từ 8 triệu rưỡi đến 9 triệu rưỡi tùy từng căn và tùy từng cái view. Và như vậy thì nó không có nó vẫn là một trong những cái phân khúc rất là tốt, rất là tuyệt vời, và dẫn đến cái câu chuyện là khi nó chịu ảnh hưởng của thị trường, tức là nó chứng lại nó có nguồn cung nhiều hơn, anh chị lên mạng search là bán hoặc là cho thuê hoặc là những cái mà gọi là giao dịch ở trên trên cái trang bất động sản.com hoặc là một số các cái trang trên mạng thì thấy thì cái nguồn cung ở đây thì bắt đầu sẽ là một số cái thành phần mà trước đây là mua bán đầu cơ thì họ thấy rằng là nó không có đem lại hữu ích nhiều, họ bắt đầu có xu hướng bán ra, và cái sản phẩm ở đây bắt đầu bán ra nhiều hơn so với trước đó, so với cái giai đoạn thị trường bất động sản mà tăng trưởng trước đó. Thì khi như vậy chúng ta phát hiện ra một điều là nó đang bắt đầu chịu ảnh hưởng. Những cái khu chung cư nhu cầu thực như thế này nó chịu ảnh hưởng. Nó rất là tuyệt. Anh chị thấy ở đấy, tôi view cho anh chị xem rồi đấy, nó tuyệt nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng, và đến một đoạn nào đó thì bắt đầu là cái nhu cầu mua bán nó sẽ bắt đầu bị chứng lại. Bởi vì người mua thì sẽ không mua nhiều hơn, và những người mà cần bán là bán hết rồi. Những người thực sự là đến mua để ở thì họ không có nhu cầu bán. Và chúng ta thấy là nó đi vào cái trạng thái ảnh hưởng gọi là tiêu cực, tức là thị trường nó chứng lại cái nhu cầu bán mua của những cái khu chung cư nhu cầu thực thế này, nó chứng lại. Thì đến nhu cầu thực còn bị ảnh hưởng thì các nhu cầu khác thì tôi không bàn thêm, bởi vì có rất nhiều video bàn với anh chị em và các bạn rồi. Và từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chờ và xem xét, quan sát xem là những cái khu chung cư như thế này nó dịch chuyển như thế nào trong thời gian sắp tới. Và khi bắt đầu chúng ta nhìn thấy dấu hiệu tan băng, tức là những khu như này bắt đầu cái nhu cầu bán ít hẳn và nhu cầu mua thì tăng lên, bắt đầu giá bắt đầu dịch chuyển tăng tăng lại trở lại. Tất nhiên nó tăng không nhiều đâu anh chị em các bạn. Trong lúc thị trường tăng mạnh mà nó cũng chỉ tăng từ 12 đến 15% là trong một năm thôi. Chung cư như thế này nó cũng tăng chỉ 12 đến 15% chứ không nhiều giống bất động sản, nhưng phân lô bán nền hoặc là những khu khác. Mà đó là nhu cầu thực tế. Thì ta sẽ thấy được một điều là nó sẽ bắt đầu nhích lại, tăng tăng nhẹ, hoặc là nó chưa tăng nhưng mà nó có nhu cầu mua bán nhiều hơn, và cái nhu cầu mua nhiều hơn nhu cầu bán. Thì đó chính là cái dấu hiệu rất là rõ nét để chứng minh cho anh chị thấy là cái việc mà anh chị quan sát một số cái kỹ năng, một cái số cái mẹo để có thể quan sát xem là thị trường khi nào tan băng. Và hy vọng rằng video này thì cùng với cái video trước đó về việc là những cái mẹo để phát hiện ra cái việc thị trường bắt đầu gọi là tan băng, để cho anh chị và các bạn có thể xem xét mà giải ngân hoặc là có những cái nhu cầu muốn mua nhà để ở thì có thể bắt đầu trong cái điểm đó là cái điểm phù hợp nhất để chúng ta có thể giải ngân mua vào. Đó là xin chào và hẹn gặp lại.